Đội chủ nhà sẽ là những người ra bóng trước và hiệp 1 của trận đấu đã bắt đầu. Các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Đức Dũng, người đang xuất hiện trên băng ghế chỉ đạo vào lúc này. Trận đấu trên sân nhà gặp câu lạc bộ bóng đá Huế 19-10, có những cầu thủ sinh năm 2000. Sẽ có một quả phạt góc cho đội chủ nhà. Trợ lý trọng tài, người đang bắt ở đường biên bên tay phải theo hướng tấn công của Bình Định. Nguy hiểm. Rất may là sự can thiệp của Thanh Bình đã làm hẹp đi pha dứt điểm vừa rồi của Văn Sang. Một tình huống phối hợp rất nhanh, sự băng ra kịp thời của Viết Chiều bên cạnh sự đeo bám của Thanh Bình tung ra những đường truyền giúp cho các tiền đạo ghi bàn. Vừa rồi là pha dứt điểm của người chơi cao nhất trên hàng công đội khách, đó là pha dứt điểm của Thanh Minh. Thanh Minh được đưa lên đội 1 của bóng đá Huế vào năm ngoái và đây là năm thứ 2. Đánh đầu, cơ hội đây. Không đánh được. Người đã chạm bóng sau cùng là Trần Hoàng Sơn. Đúng ở những giây cuối cùng của hiệp 1 thì một đợt tấn công nhưng lại kết thúc không hiệu quả và hiệp 1 đã khép lại. Chúng ta đang cùng nhau xem lại tình huống đáng chú ý cuối cùng trong hiệp thi đấu đầu tiên. Sự xuất hiện của Hữu Thắng và rồi Trần Hoàng Sơn. Hiệp 1 đã khép lại với tỷ số hòa không đều. Khi mà các tình huống tấn công, khi mà những đường truyền của cầu thủ hai đội đều rất thiếu sự chuẩn xác. FIFA đã ngã và ngay lập tức trọng tài cầm tay cờ chỉ tay vào trong mắt đền. Sự thay đổi người chưa mang lại hiệu quả, nhưng ngay ở phút thứ 47, câu lạc bộ bóng đá Huế đã được hưởng quả penalty. Đây chính là bước ngoặt, đây chính là sự kịch tính. 45 phút đầu tiên không có một tình huống đáng chú ý nào, nhưng 2 phút sau khi hiệp 2 trở lại thì FIFA đã kiếm được một quả phạt đền cho bóng đá Huế. Khó khăn lại càng chồng chất khó khăn, áp lực lại càng dồn lên đôi tay của thủ môn Vũ Thiên Quang trong tình huống đối mặt với một cầu thủ bóng đá Huế trên chấm phạt đền. Người kiếm được quả phạt đền cũng chính là người sẽ thực hiện Đặng Văn Anh FIFA. FIFA không vào. Cơ hội đã đến nhưng rồi cơ hội đã trôi đi trước mũi giày của Đặng Văn Anh FIFA. Tiếc cho FIFA, phải đáng khen cho Vũ Tiên Quang với tình huống đổ người chuẩn xác. Rất may mắn, không khác gì một bàn thắng dành cho câu lạc bộ Bình Định ở tình huống vừa rồi. Pha dứt điểm quá hiền và nó đúng với đà đổ người của Vũ Tiên Quang. Chuẩn xác và cứu thua. An Giang không chỉ đánh bại San Khánh Hòa Biển Việt Nam với tỷ số 2-0. FIFA vừa rồi bóng đá rung xa, những cơ hội liên tiếp bị các cầu thủ bóng đá Huế bỏ qua. Huế đang trình diễn một bộ mặt mà không nhiều người dám nghĩ tới trước khi trận đấu này diễn ra. FIFA đang là chủ nhân của những tình huống mang tính bước ngoặt ở trận đấu này. Trong hiệp 1 chúng tôi đã nhắc đến FIFA như một cầu thủ chơi ấn tượng nhất, nổi bật nhất. Và hiệp 2 anh vẫn cho thấy sự hiệu quả của mình. Một tình huống xử lý rất kỹ thuật của Đặng Văn Anh FIFA. Đánh đầu. Đấy là pha dứt điểm của cầu thủ áo số 17 Thanh Bình. May mắn đã cứu thua cho hàng phòng ngự của Bình Định. Nhưng liệu may mắn có mang lại bàn thắng cho các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng hay không? Chúng ta đang xem lại tình huống đánh đầu trong một tư thế không ai kèm.
Nhưng cú lắc đầu của Thanh Bình, bóng đi chạy khung thành. Chúng ta đang xem lại tình huống bỏ lỡ của Đặng Văn Anh FIFA trên chấm phạt đền. Nhưng nếu chỉ phụ thuộc vào một mình Hữu Thắng thì rất khó để tạo ra được những sự đột biến. Phạm Văn Nam, Thanh Phong. Kể từ đầu trận đấu thì thủ môn Tiến Tạo chưa phải vất vả cản phá một tình huống nào. Tình huống phối hợp rất hay của Văn Nam đưa bóng vào cho Huỳnh Văn Thành. Rồi thì hai trung vệ của Huế xử lý không thành công. Những hai trung vệ lao vào để hạn chế pha dứt điểm của Thanh Phong. Nhưng cả hai lỡ trớn sau tình huống ngoặt bóng này. Và pha dứt điểm không quá nguy hiểm, nó đúng vào vị trí của Tiến Tạo. Một lần nữa chúng ta thưởng thức lại bàn thắng duy nhất của trận đấu cho đến thời điểm này. Tình huống của Phạm Văn Nam chuyền bóng rất khó chịu. Và sau đó thì một động tác thôi của Thanh Phong đã loại bỏ các trung vệ của Bóng đá Huế trước khi ghi bàn vào lưới của thủ môn Tiến Tạo. Có vẻ như trước khi rời sân thì chúng ta đang cùng nhau xem lại bàn thắng của Thanh Phong một lần nữa. Và Thanh Phong đã rời sân, chủ nhân của bàn thắng duy nhất và có ý nghĩa rất quan trọng, tung vào sân thay thế cho Thanh Minh. Đánh đầu không được. FIFA không có gì nguy hiểm để tấn công đã tạm thời trôi qua. Còn trên sân thì một cầu thủ đội chủ nhà đang bị đau. Người đang bị đau đó là tiền đạo Trần Hoàng Sơn. Như chính người đã rời sân là Văn Quyết. Ôi, bây giờ 2-0. Bình Định đã nhân đôi tỷ số. Trần Hoàng Sơn là người kiến tạo. Và số 11 Lê Duy, người đá sân tay người, đã giúp cho đội bóng bất ngờ có được bàn thắng thứ hai. Niềm vui của Hùng Vũ Đức Thắng, của trợ lý Bùi Đường Ông Huy, của trợ lý Phan Bá Hùng và trợ lý thủ môn ông Nguyễn Văn Cường. Bây giờ ở thời điểm phút thứ 80 thì có thể nói câu lạc bộ Bình Định đang hướng tới một chiến thắng, một số điểm trọn vẹn với cách biệt là hai bàn. Một tình huống dàn xếp tấn công, đường truyền xa hướng về vị trí của Hoàng Sơn, tình huống đánh đầu nối và mở ra cơ hội cho Lê Duy nhân đôi cách biệt. Bình Định đang dẫn trước với tỷ số là 2-0. Bàn thắng rất dễ dàng của Lê Duy. Thất bại đang hiển hiện trước mắt huấn luyện viên Nguyễn Đức Dũng. Tuyến hai rất đẹp. Cuối cùng thì câu lạc bộ Bóng đá Huế cũng đã có được bàn rút ngắn tỷ số. Và đúng là lưới của thủ môn Vũ Tuyên Quang đã không thể đứng vững trong những giây cuối cùng. Bên ngoài sân thì các thành viên của ban huấn luyện Bình Định nhắc nhở các học trò tập trung. Nhưng nhắc là một chuyện, còn thực hiện hay không đấy là việc của các học trò. Họ đã không thực hiện thành công lời thầy mình chỉ bảo. Giây bù giờ cuối cùng cảnh tỉnh cho các cầu thủ của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng phải thi đấu tập trung hơn ở chặng đường tiếp theo. Hiệp 1 của họ đã thi đấu không thành công khi thiếu ý tưởng trong những tình huống tấn công. Và những giây bù giờ cuối cùng thì hàng thủ của đội chủ nhà lại để thủng lưới. Tuy nhiên chiến thắng 2-1 vẫn thuộc về các cầu thủ Bình Định nhờ các pha lập công của Thanh Phong và Lê Duy. 3 điểm hoàn thành mục tiêu.